Hello, chào bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhá. Nào, đói. Chó này. Chào các bạn nhá. Ông nhìn mẹ mổ mình. Đây, hôm nay là chúng ta đến với chương trình Lận Lờ Hà Nội đêm khuya nha mọi người. Mày làm gì mũ tao ấy, thằng điên này. Nó bị điên mẹ rồi các bạn ạ. Ơ mà anh em có nhìn thấy mặt tôi không ấy? Rên củ cải. Đói quá, thịt nhau đi bạn ơi. Con chó này. Ờ, mình có chó là sai rồi. Ô, con chó biết lỗi rồi á. Bạn phải bảo mình là con mèo 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 mèo. Mẹ mày phải tao tao mèo 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 cho mấy tao. Mày tao là mèo. Mày còn bao nhiêu tiền? Nước mắt này. Bao nhiêu tiền? Buồn. Nước mắt này. Wow. Thế đi ăn đéo để về nhà thôi. Thế đi ăn đéo gì nữa à? Tao đeo qua đường nào? Hôm nay là đèn chung cư của chỗ mình nó không nhấp nháy mọi người nhá. Ngày mai sẽ nhấp nháy thôi. Tôi đang tắc thở trong cái mũ bạn ạ. Bởi vì tôi không mở kính được. Mở kính nó rớt mẹ vô rồi. Thôi thì quạt cho bạn. Đi mẹ mồm. Fuck this con chó. Không rồi mà sẽ hạ chết. Không sao không chết ở đâu. Đi trong hàng ấy là sẽ chết. Những người nghe đi thôi. À, như các bạn biết thì thang máy của mình ấy chỉ có một thang xuống hầm thôi, còn lại thì các bạn phải từ từ một đi bộ xuống hầm. Ôi, mà cái thang bên cạnh nó còn mới khép khép cơ mấy lần cơ. Mày cởi chuông đi. Cởi chuông cho mát ạ. Ô, xe tao đây à? Ở đây. Mày điên. Sao tao mới có mùi gì? Không, ta mới mua mì tôm để ăn. Đấy, tiền ăn đéo có, đéo đéo ra tiền trên phò. Cho anh xôi thịt không mỡ nhá, với cả ruốc. Cho anh muối mì trứng xúc xích, không gì cả, ok chưa? Cho công ngắm đây. Ở trên này bọn tôi đang ở cái đoạn quên mẹ nhỉ? À đây là đường Mỹ Tho nhá. Cái đường trên cao mà đã vẫn chưa xây xong nhá. Đang ở Tham City. Tham City đéo ở chỗ này, Tham City nó sạch đẹp hơn nhiều các bạn ạ. Đây là cái đoạn đường bẩn vãi. Tham City có hàng xe đẹp. Chỗ ông xem này, có xe của tôi đây. Đấy, tôi mới dán đề can lại như là đồ đồ chơi các thứ nữa. Là tốn kém. Đây xe giờ 15V3. Đây đây. Cho anh em xem này. Đấy, giờ 15V3 ấy, các ông thấy không? Trêu ơi. Công ơi, tôi đang đợi đồ ăn. Sao mặt dạo này hơi nhiều mụn? Sao mà cưới? Thằng bán xô đấy cũng kể tôi không ạ? Công nhìn nó ăn tướng trông bẩn không này? Con nói rồi. Không, ấm bụng phết, bọn mình kiểu live stream xong đói rồi. Má. Bánh mì nóng vãi lìn các bạn ạ. Wow. Mấy anh em ăn nhá, nóng quá. Eo ơi. Nóng này ngon, bánh mì trứng xúc xích cơ.
Không, không ăn được đâu. Không ơi, đi lên Hồ Tây. Thăm hỏi. Hồ Tây ngắm đùi, ngắm ngực gái, tôi bảo các ông rồi đấy. Công ơi, cắn hướng dương này. Đang ở trên một cây đây. Hai thằng đang cắn hướng dương rồi đấy. Không có gạo ăn, cắn tạm hướng dương, gạo thanh.